Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với Học Bơi Hà Nội Cô Như Ý. Website dạybơi.vn, hotline 0981123345. Hôm nay thì trung tâm muốn hướng dẫn cho các bạn các bài tập liên quan đến kỹ thuật của bơi sải. Tại vì là trong cái khoảng thời gian vừa qua ấy, là có rất nhiều bạn tự tập, cũng như nhiều bạn đến trung tâm tập, tuy nhiên thì không bơi được vì rất là nhiều lý do dẫn đến chán nản, bỏ cuộc. Đấy. Tuy nhiên thì hôm nay trung tâm chỉ nói đến cái vấn đề chính, đó là liên quan đến vấn đề cơ địa. Có nghĩa là nhiều bạn cứng quá, gồng quá, rồi đạp chân mãi không đi. Đấy. Rồi là lên thở mãi không được. Và cái số bạn như thế thì cũng tương đối là đông đấy. Dẫn đến là các bạn chán luôn, không muốn tập nữa. Đấy. Vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn những cái bài tập. Và đây nó cũng chính là những cái mẹo mà giúp cho chúng ta chắc chắn là các bạn sẽ bơi được 100% ở trong cái tập của bơi sải. Tuy nhiên thì tôi vẫn nói là điều quan trọng chúng ta vẫn phải luyện tập nhé. Ví dụ như là cái chân của các bạn cứng quá ấy, mà đạp không đi nổi luôn ấy. Thông thường thì cái chân sải mà các bạn đạp không đi là do cái cổ chân của bạn nó cứng quá, nó không được cái độ dẻo. Đấy, và các bạn không giãn được cái phần cổ chân ra ấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng thêm cái dụng cụ hỗ trợ, đó là chân vịt. Đây là sản phẩm chân vịt các bạn nhé. Thì chân vịt nó có rất là nhiều size và nhiều bản khác nhau, có nghĩa là bản dài, bản ngắn thì tùy vào cái cường độ hoạt động của các bạn, hoặc là tùy vào cái độ cứng của cái chân của các bạn. Nếu mà không đi nổi ấy, thì các bạn có thể dùng những cái bản chân vịt dài như thế này. Còn nếu mà đi chậm ấy, thì các bạn có thể dùng bản chân vịt ngắn để mục đích để cho chúng ta cảm nhận lực, cũng như tạo được cái độ dẻo, độ lỏng của chân về sau này nhé. Đây các bạn cứ đập qua đập lại như thế này nhá, chắc chắn là các bạn sẽ làm được. Ngày hôm nay không được thì ngày mai sẽ được, và ngày mai không được thì ngày kia cũng sẽ được với các bạn. Thì các bạn vẫy một thời gian là các bạn sẽ quen được cái cảm giác chân, tạo được cái độ lỏng của phần cổ chân của mình. Nói chung là mỗi ngày mỗi khác nhé, khi mà các bạn luyện tập với chân vịt như thế này chắc chắn là các bạn sẽ cải thiện được chân. Và với mục đích là khi mà các bạn lắp chân vịt vào như thế này ấy, giúp chúng ta tạo nên cái vận tốc chuyển động, thì khi mà các bạn tập ở những kỹ thuật sau thì nó sẽ tốt hơn. Đây là tôi đang nói về những cái bạn mà cơ địa xấu quá ấy, đạp chân mà đạp mãi không đi ấy, thì các bạn nên dùng cái chân vịt như thế này nhé, để chúng ta cải thiện cái chân tốt. Cái thời gian luyện tập thì mỗi một buổi các bạn tập trung bình tầm khoảng độ 45 phút đồng hồ là được rồi các bạn nhé. Và tầm khoảng độ 7 đến 10 ngày là chắc chắn là các bạn chân nó sẽ linh hoạt hơn rất là nhiều. Nếu bạn nào không được thì các bạn cứ đến bắt đèn tôi cũng được. Còn đối với những cái bạn mà bơi chân thì đi rồi nhưng mà lên thở thì không được. Đấy, mỗi lần nghiêng thở như này là các bạn gặp rất là nhiều khó khăn ở trong kỹ thuật của lên thở ấy. Thì chúng ta cũng có những cái bài tập bằng cái dụng cụ hỗ trợ. Đấy, đa phần nó là tự chế rồi các bạn. Đấy. Thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ lên thở được mà không gặp bất cứ một vấn đề gì. Thì đầu tiên để hỗ trợ được cái vấn đề lên thở, cái bước ban đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ dùng thêm cái phao trái tim, tại vì đa phần là các bạn hay có cảm giác sợ hoặc là ấn tay xuống là các bạn không lên thở được. Vâng, đây là cái phao trái tim nhá, thì nó giúp cho chúng ta lên thở một cách tốt hơn. Thì bây giờ các bạn nếu mà các bạn lên thở mà không được ấy, mãi mà không được, đây là tôi đang nói cho những cái bạn mà cơ địa xấu này, tập mãi mà tập không nổi luôn. Đấy, ngay cả tập đến thầy cô cũng không nổi luôn, thì các bạn sẽ dùng cái phao trái tim này và chúng ta để kết hợp chúng ta bơi nhá. Đấy, các bạn lưu ý là lúc nào cũng vậy, phải có cái tay thẳng ở vị trí cao nhất so với cơ thể của mình nhé. Lúc mà các bạn mới tập, lúc nào các bạn cũng có trạng thái ấn xuống ấy, rất là khó. Vậy là khi mà các bạn không tạo ra được cái vận tốc chuyển động tốt ở trong kỹ thuật của bơi sải, là các bạn, trong quá trình nghiêng của các bạn ấy, là các bạn nghiêng cũng rất là khó khăn. Đấy, thế nên thì chúng ta sẽ phải dùng thêm cái phao trái tim như thế này để hỗ trợ cho chúng ta quen nhịp nhé. Đầu tiên là các bạn phải quen nhịp đã. Các bạn đừng có vội vã, các bạn tập đến khi nào mà các bạn cảm thấy nghiêng thở nó thoải mái mà các bạn không ấn phao xuống. Đấy, cái phao các bạn lúc nào phải có cảm giác đẩy về phía trước ấy, thì lúc đấy là ok. Đấy, các bạn cứ làm đi làm lại. Thông thường thì các bạn tập như này ít nhất là các bạn phải dành cho mình cái thời gian, đó là tầm khoảng 2 đến 3 buổi nhé. Đấy là ít nhất. Đây là đối với những bạn mà nghiêng thở không được này, nhưng mà vận tốc chuyển động chân, có nghĩa là cái chân đạp nó vẫn hiệu quả ấy, thì các bạn có thể dùng nguyên cái phao này các bạn bơi là cũng được. Còn nếu mà bạn nào mà chân chưa hiệu quả thì các bạn cũng có thể kết hợp với chân vịt.
Điều quan trọng chúng tôi nói là quan trọng là các bạn phải quen nhịp trước đã, nên thở cảm thấy ổn định hai bên. Đấy. Chúng tôi vẫn khuyên các bạn là nên thở hai bên trong quá trình luyện tập để cho tạo ra được cái sự cân đối phát triển đồng đều của cơ thể của mình nhé. Khi mà các bạn đã quen rồi nhớ là phải quen nhé, thở thoải mái mà không cảm thấy vấn đề gì rồi ấy. Đấy, hít thở ok đều đặn thì bắt đầu chúng ta sẽ chuyển đến giai đoạn 2, đó là giai đoạn dùng phao bé hơn. Cái phao này thực ra người ta cũng gọi là, chúng tôi hay tự chế cái phao cho chính mình. Thì cái phao này các bạn cũng có thể mua được ở trên thị trường nhé. Vâng, đây nó là cái phao mà chúng tôi nói đến nhé. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta mua cái phao này về nhưng mà chúng ta sẽ tách nó ra làm đôi. Đấy, các bạn nhìn thấy hai cái đường kẻ không? Đây là hai màu khác nhau, cũng như nhà sản xuất người ta đang ép nó vào thôi. Rồi chúng ta tách ra và chúng ta sẽ dùng nửa cái phao này để cho chúng ta bơi nhé, thay vì cái phao trái tim như vừa nãy. Đấy, cái phao này nó nhẹ hơn rất là nhiều nhé, nhẹ hơn trọng lượng tầm khoảng độ một nửa cái phao trái tim các bạn ạ. Có nghĩa là cái lực chúng tôi đang nói đó là cái lực tì ấy, lực tì ấy. Khi mà các bạn tì lên cái này, ví dụ như các bạn cái độ nổi ở kia cái phao trái tim là 10 thì cái độ nổi của cái phao này còn là 5 thôi. Các bạn cứ bơi qua rồi lại bơi lại, lại đến khi nào mà các bạn cảm thấy quen, có nghĩa là nghiêng thở được hai bên rồi, cảm giác không tì và ấn nữa, à thì lúc đấy chúng ta sẽ bắt đầu mới bỏ ra. Còn không thì chúng ta cứ thế mà bơi các bạn nhé. Nhiều bạn cứ không kiên trì các bạn ấy, tí thì các bạn lại nghỉ, tí các bạn lại bỏ thì nó không có giá trị gì đâu các bạn. Cái gì cũng vậy, nó phải kiên trì luyện tập. Tuy nhiên thì nó cũng phải có những cái bài tập cụ thể như thế này để cho các bạn cải thiện được. Đảm bảo các bạn là nếu mà các bạn làm như tôi mà nếu không được, các bạn đến đây bắt đèn tôi sẽ sẵn sàng dạy lại cho các bạn hoàn toàn miễn phí. Rồi trong quá trình đạp, nếu mà bạn chân quen rồi thì các bạn có thể bỏ cái chân vịt ra nhá. Tất nhiên là đối với những bạn mà chân lướt rồi thì các bạn mới bỏ chân vịt nhá, còn không các bạn cứ đeo vào cho tôi. Còn đây là tôi đang nói là các bạn cơ địa khó, đã là khó rồi thì các bạn phải có thời gian luyện tập. Đấy, ít nhất là các bạn phải tập 2-3 buổi trên một bài tập. Đấy, nhắc lại nhá. Và cái quãng đường nó có thể dài hơn và tùy vào cơ địa của mỗi người. Đấy. Rồi, khi các bạn đã cảm thấy nó trôi nổi, tiến lướt và lên thở, cảm giác ok rồi, tốt rồi. Rồi bây giờ chúng ta đến giai đoạn 3 của bài tập. Đó là mình sẽ tiếp tục mình đổi cái phao phần trước bằng một cái phao bằng nửa cái này. Đó là chúng tôi sẽ cắt đôi nó ra. Đây chúng ta còn lại nửa cái phao như vừa nãy các bạn nhé. Chúng tôi lại cắt đôi cái phao đấy ra. Và cái phao này bây giờ hiện tại là tương đối nhỏ. Nó chỉ cần tương ứng với trọng lượng tầm khoảng độ 1 cân tì thôi các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bơi cùng với lại cái phao này nhé. Đấy, các bạn lưu ý này, cái này nhỏ nhưng mà có võ, nhắc lại nhé, nhỏ nhưng có võ, các bạn cứ cầm như này bơi cho tôi. Đấy, trọng lượng tì nó chỉ tầm khoảng độ 1 cân thôi, tuy nhiên thì nó làm giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Đấy các bạn, và những cái bài tập số 3 cuối này với lại cái phao này ấy, là các bạn cứ làm nhiều lên. Không cần nhất thiết thấy người ta bơi được, kệ người ta. Thấy người ta bơi tốt, kệ người ta. Mình cứ cầm phao bơi, ai nói gì thì nói. Mình cứ cầm cái này mình bơi nhá. Đấy, dụng cụ bơi của các bạn chỉ có bằng này thôi. Và các bạn cứ cầm bơi qua, rồi chúng ta lại bơi lại. Được chưa? Bài tập này tập nhiều hơn, nhắc lại là tập nhiều hơn bình thường. Ví dụ những bài tập kia các bạn tập 3 đến 7 ngày chẳng hạn, thì những cái bài tập mà cầm với phao như này các bạn tập cho tôi 7 đến 14 ngày cũng được, không sao cả. Ai nói gì nói. Thì khi mà các bạn đã tập được như thế rồi thì chắc chắn các bạn bỏ phao ra là thành công rồi, 100% thành công. Còn tập như thế nào, tay ra sao, chân ra sao thì ở trong kênh của chúng tôi đã có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết cụ thể từng bài tập cho các bạn, thì các bạn có thể vào để tham khảo kỹ thuật nhé. Đây là tôi đang nói cho những cái bạn cơ địa khó thôi, và khuyên với lại các bạn cơ địa khó tập mãi không được, tập không thể biết bơi, các bạn cứ làm theo tôi, chắc chắn là các bạn sẽ thành công.
Và lúc chúng ta bỏ ra là chúng ta thành công rồi. Nếu có vấn đề gì thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại hotline 0981123345, hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website dạybơi.vn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp tất cả những cái thắc mắc cho các bạn liên quan đến kỹ thuật của bơi sải nhé. Nếu có gì khó khăn thì các bạn cứ liên hệ, chúng tôi chắc chắn là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn.